cái xe nào ngon, bất cứ cái gì mà có gắn bánh xe thì phải độ, càng độ thì càng ngon. Đây là chiếc Intech BR5 thuộc hàng bình dân, nhưng mà mình lên một chiếc tới nóc luôn, coi như là chăm chút mấy bữa rồi, làm review lum la hết. Thì bây giờ mới thật sự giới thiệu anh em xem một chiếc BR5 mà lên tới như vậy, anh em có ưng ý không nha. Kit thì kit Đài Loan, nhưng mà trái tim là lên trái tim Italia. Máy Rest Scuderia đó, đi với lại bộ chuông nồi 4 lá, hôm bữa review giờ gắn vô luôn. Rồi chơi cái Nova Rossi Ebra 9901 Super Strong. Đó, cây này là giờ không còn bán nữa, mình giếm để dành. Tại mình chơi, mình thích hàng ý. Đó, nguyên combo này ha. Lên dành điện, tới công chuyện luôn. Rồi, đi với Sanwa MT5 ha. Và trang bị cặp servo Coreless. Khi mà nó phối hợp đồng bộ ha. Trong này cục pin LiPo nha, 7,4V. Rồi, chơi với cây MT5 có cặp servo nè. Chạy nè. Nghĩa là cái tốc độ phản ứng của nó nhanh tới mức là mình đánh cái này nè là nó rung bao nhiêu nè. Rồi, còn con này là thắng nè, đúng không? Cái này là cái ngón tay của mình, đây là chưa có nhanh bằng, nhưng mà mình cài đặt chế độ ABS, mình kích hoạt nó ở đây có ABS nè. Rồi, coi mình phanh nè, đó, ABS chạy thắng nè, lên ga nè, thắng là có ABS, cho nên mình nhấp bao nhiêu là mà mình nhấp mạnh á là cái phanh nó tự động chạy. Thì đối với những dòng servo mà tốc độ cao á thì mình mới kích hoạt cái chế độ ABS được. Còn servo mà thường quá thì nó đáp ứng không kịp, nó lại có tác dụng, nó lại tác dụng ngược, nó có thể làm cháy servo. Cái dòng servo mà hàng như vậy nè thì nó mới mình đáp ứng được. Mà nếu như mình ABS mà mình thấy không dính phanh thì mình tắt cái chế độ ABS, rồi mình thắng, là lúc đó thì theo ý của mình, đúng không? Mình set up chiếc xe này thì có xu hướng là mình sẽ chạy trên đường nhựa hơi gồ ghê thôi, chứ mình không chạy đường đất cát nhiều, cho nên mình sẽ đi với bộ bánh rocket. Kiểu bánh này thì không có sợ mòn, đường xấu cỡ nào xấu, trừ bãi cát nó chạy không được thôi, chứ còn là mọi đường nó đều chạy ok, bám đường, có cái không sợ mòn. Bộ này chạy ngon. Rồi mình sẽ thử với lại một bộ road race của Proline của Mỹ. Bộ đó thì Việt Nam này mình không còn bán nữa, tại vì cái đó giá nó nhập về nó cao quá, nhưng mà cũng còn dư bộ, sẽ trải nghiệm coi nó khác nhau như thế nào. Nguyên em này là mình ráp từ bữa giờ, lui ca lui cui làm, chăm từng tí một. Đấy, thì một phiên bản xe như vậy mình độ lên cũng là một niềm vui, bởi vì mình chăm chút nó và mình gắn đồ chơi mà. Còn bây giờ tiếp mục tiếp theo là đổ xăng và nổ máy, cái máy ý này lần đầu tiên với cái bô Nova Rossi, nghe nó ra làm sao nha. Let's go. Cái lọc gió zin của Bucky á thì là thuộc thể loại off road, nó sẽ có hai lớp, đúng không? Một lớp bên trong là mình bôi dầu bảo dưỡng để chống bụi nè đó. Nhưng mà khi mình rô đai á, mình muốn cho nó mát máy thì mình chịu khó hơn xíu, là mình sẽ dùng một cái lọc gió của on road là cái này đó. Thì mình sẽ chụp chỗ đây, mình để vào đây để cho vừa bảo vệ mà cho nó lượng không khí nó sẽ dồi dào hơn, cho nó dễ, cho nó mát máy. Còn cái này thì kết qua khi nào mình chơi thực sự rồi mình mới bỏ vô đây để mình rút dây rút lại. Vô.
không biết làm gì, thôi nổ máy đâu ra mày chơi.